Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng chào quý vị. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ mời đến quý vị theo dõi một cuộc nói chuyện khá nóng. Chúng tôi biết rằng những ngày chúng ta đang ở những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Sự kiện số 1 nước Mỹ trong cuối tháng 10 đầu tháng 11 là sự kiện bầu cử. Mở truyền hình ra toàn bầu cử. Ngoài chúng ta những người cử tri từ miền Bắc California, ngoài chuyện mà chúng ta bầu cho những vị tổng thống, thượng nghị sĩ, thống đốc, hạ nghị viện vân vân, chúng ta còn bầu những chức vụ tiểu bang và dân cử địa phương. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi có mời ông Ascara, ứng cử viên chức dân vị tiểu bang California khu vực 27 đến đây để tôi chuyện cùng quý vị. Welcome to the show. Thank you. Yeah, thank we you. Are really happy to have you in the show. And please say hello to the Vietnamese people out there. Cảm ơn anh lắm. Kính chào quý vị. My name is Ash Kalra. I'm a San Jose City Council member, and it's really my honor to be here to have the opportunity to share a little bit about my ideas and thoughts with all of you. Yeah, you know, it's very important to introduce to you Van Lang Chu, this interpreter for Mr. Ash Kalra. You know that this is a top job. Okay, we really appreciate your hard work. Okay, thank you, so say nice. Hello to the people out there. Kính thưa quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chúng tôi tên là Vân Lan Trương và hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được đóng góp vào chương trình này. Và dĩ nhiên trước hết là chúng tôi cảm tạ anh Nam đã cho ông Ascaltra cái cơ hội để có một chút thời giờ tiếp xúc cùng quý cử tri Việt Nam. Và chúng tôi sẽ hết sức cố gắng trong vai trò translation, tức là chuyển dịch lại Việt ngữ. Và chúng tôi sẽ xin tóm tắt những cái lời nói của ông Ascaltra, mong quý vị thông cảm. Và chúng tôi hết sức cố gắng để đưa ra những cái điểm chính, những điểm quan trọng mà ông sẽ nói trong ngày hôm nay. Cảm ơn chị Vân Lan. Thưa quý vị, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị một số cái dự luật, một số ứng cử viên. Mục đích của chúng tôi trong chương trình này là đem lại, thứ nhất là cái cơ hội cho tất cả những vị cộng đồng Việt Nam, cử tri Việt Nam để hiểu đúng, để chúng ta bầu đúng, chọn người đúng để đại diện cho mình. Tuy nhiên, cái công việc và phỏng vấn các ứng cử viên, chúng tôi muốn dành cho tất cả các ứng cử viên đều có cơ hội. Không phải chọn bên này, bỏ bên kia, bởi chương trình này, chương trình của ban biên tập, đó là chương trình quảng cáo. Cho nên chúng tôi không chọn ai và không bỏ ai. Nhằm mục đích là đem lại cho quý vị có cái nhiều cái nguồn thông tin khác nhau, cho quý vị nghe đủ tất cả mọi bên để quyết định, để bầu trai, để truyền của tất cả quý vị. Chương trình này là một chương trình mà của ban biên tập thực hiện, không phải chương trình quảng cáo. Không có ai chi trả bất cứ khoản thù lao nào cho những chương trình này. Thưa quý vị, là trong những cái ứng cử viên mà chúng tôi mời đến thì có hai ứng cử viên. Chúng tôi đã gửi thư mời bằng email đến hai ứng cử viên đang chạy đua vào chức dân vị tiểu bang khu vực 27. Đó là cô Madison Nguyễn, cựu phó thị trưởng thành phố San Jose, và ông Ascara, nghị viên thành phố San Jose, cả hai đều phục vụ hội đồng thành phố San Jose trong 8 năm vừa qua. Thưa quý vị, đến giờ này chúng tôi có được cái sự nhận lời của Ascara và chúng tôi vẫn chờ đợi cái sự trả lời của cô Mai Sinh Nguyễn. Thưa quý vị, có lẽ thưa ông Ascara, câu hỏi đầu tiên là trong vòng 1, ông đã rất thành công khi được về nhì trong tất 7 ứng cử viên. Cùng với cô Mai Sinh Nguyễn, ông đã trở thành hai người vào chung kết vào cuộc bầu cử 8 tháng 11 tới. Nhưng mà nhìn lại số phiếu đó, cô Mai Sinh Nguyễn đạt được tới là 27.453 phiếu và ông đạt được 15.843 phiếu, khoảng cách là 11.610 phiếu. Làm thế nào trong cuộc bầu cử, trong vòng chung kết sắp tới, ông sang mặt lại khoảng cách tối trên? Xin mời ông. So the difference in June it seems much bigger than it actually is. It's actually a much more narrow gap when it comes to the November election. Kính thưa quý vị, cái khoảng cách mà khác biệt giữa số phiếu, tổng số phiếu của cô Madison và cái tổng số phiếu mà tôi nhận được thì nó có vẻ là nhiều, nhưng mà thật sự là không có nhiều. And there are three reasons. First of all, the turnout in June is much lower than what it's going to be in November.
And so when you include the total number of people that voted for both me and Madison, the reality is that that's about 25% of the turnout in November. Mm-hmm. Mm-hmm. And so the total number that Madison and I got in raw number of votes is approximately 25% of what the turnout will be in November. Oh, okay. So there's still 75% of the votes out there that either didn't vote at all or voted for a different candidate. Yeah. Kính thưa quý vị, thì ông có cách nghĩa rằng bởi vì cái số người đi bầu trong cái kỳ bầu cử sơ khởi vừa qua là tổng số chỉ có 25%, bởi vì thường thường họ chỉ đi bầu trong cái ngày bầu cử chính, tức là vào tháng 11 sắp tới, tức là 75% cái số cử tri chưa có đi bầu. Secondly, the type of voter that votes in June is very different than the November voter. In November, you have a much more democratic, much more progressive voter, and in June, you have a much more conservative voter. So the change in the electorate benefits me greatly. Ông có nói rằng cái loại người cử tri đi bầu đó trong cái kỳ mà primary, tức là dòng sơ khởi vừa qua đó, đại đa số là người bảo thủ, so với cái kỳ bầu cử tháng 10, 11 sắp tới, phần lớn là những người cấp tiến, phần lớn là những người thuộc về đảng Dân Chủ. And you know, remember that although we are both Democrats, I have the Democratic Party endorsement, which for this district has a big influence on the ultimate result. Mặc dù cả hai ứng cử viên đều là thuộc đảng Dân Chủ, nhưng mà ông nghĩ rằng trong cái bầu cử tháng 11 sắp tới thì cái outcome, tức là cái kết quả, nó sẽ rất rất là khác. And the third factor is the fact that over $2 million of outside money came in to support Madison and to attack me in June. And so I did not have the benefit of all these outside special interests from out of state and out of San Jose backing me up. And so that's where you see the skewed number, where my name recognition and the fact that they were attacking me wasn't happening to her. And so it's going to be very different in these next few weeks, where a lot of my supporters will be coming in to support me, and it's going to be a much more even match in terms of resources coming into the race. Kính thưa quý vị, ông Ashong nói rằng cái số tiền mà trên 2 triệu đồng mà cô Madison đã nhận được, phần lớn là do những người đóng góp bên ngoài. So với lại tình trạng của ông Ash, là những người ủng hộ cho ông ở tại địa phương này, thì dĩ nhiên là ông không có được cái sự ủng hộ của những người ở ngoài địa phương, và ngược lại, những người ủng hộ ông sống ở tại địa phương này, cho nên tiếng tăm của ông cũng như công việc của ông được những người bầu tại địa phương này biết đến, và ông nghĩ rằng chính vì những lý do đó, cái kết quả trong cái cuộc bầu cử tháng 11 nó cũng sẽ rất là khác. So we bridged the gap because the gap is certainly not as wide as she wants people to think. Và ông nghĩ rằng dĩ nhiên ông sẽ thỏa đáp lại, tức là ông sẽ close the gap giữa sang cái bằng khoảng cách. Sang bằng khoảng cách. Yeah, sorry. Ông sẽ sang bằng khoảng cách giữa cái tổng số phiếu mà hai người có hiện tại. Vì những cái lý do mà ông đã trình bày trên đây. Thưa quý vị, cảm ơn cô Vân Lan Trương. Chúng tôi nói là cái top job, cái công việc rất là khác. Cho nên bổ sung chút xíu trong cái ba lý do mà ông Ashka có nói đến trong phần câu hỏi một của chúng tôi đó, thì cô Vân Lan Trương dịch hết toàn bộ rồi. Chỉ có miss hai chỗ này. Chỗ nhất là cái chỗ mà cái cử tri trong cái vòng mà về vòng 8 đến 11 đó, thì more progressive hơn. Dạ, cấp tiến. Cấp tiến hơn. Dạ. Và nó có lợi cho ông ta hơn. Dạ, thưa đúng. Có lợi dạ. Đáng kể cho ông ta. Dạ. Trong cái câu hỏi, trong cái phần trả lời B của câu hỏi đó, đó dạ. Là ông ta là hai người mặc dầu đều đảng Dân Chủ, cô Madison và ông Ashkara đảng Chủ, nhưng mà đảng Chủ là endorse, bảo trợ cho Ashkara. Dạ. Thì cái đó cũng là cái lợi thế cho ông ta. Dạ, thưa đúng. Cho dạ. cho cái cuộc bầu cử sắp tới. Dạ, thì dạ. Hai phần bộ sự, tôi xin phép thêm chút xíu. Yeah. Bên cạnh 99% chị Vân đang nói dịch hết rồi. Cái thứ hai nữa là thưa quý vị, tôi trở lại, we come back to the second question. Yeah. Okay,
sau cái cuộc bầu cử xong đó, ở vòng sơ bộ xong đó, những đối thủ của ông ở vòng sơ bộ quay sang ủng hộ ông, ví dụ như là cô Vân Lê đứng hàng thứ ba, ví dụ như ông Đỗ Thành Công, ví dụ như là ông cái ông mà Herrera, ví dụ là nhiều người khác đang quay sang ủng hộ ông. Đó là một sự thành công đáng kể của ông. Nhưng mà cái endorsement nó sẽ không có nghĩa. Endorsement của những đối thủ, cựu đối thủ của ông nó không có nghĩa. Nếu như ông không lấy được lá phiếu của cử tri đã bầu cho, ông hy vọng ông lấy được bao nhiêu lá phiếu từ những endorsement của Vân Lê, Đỗ Thành Công, Herrera và những cựu đối thủ của ông. First of all, I'm very grateful to have the support of three of my former opponents, Isa Herrera, as well as Ankong Do and Chi Van Le. It means a lot to me. And think about this as to why they would support me after going through a really tough campaign in June, rather than staying out or supporting my opponent. Mm-hmm. Okay. Dĩ nhiên là tôi rất là hân hạnh, rất là quý trọng sự ủng hộ của những vị đã từng ra tranh cử với tôi trước kia, như là chị Cẩm Vân Lê, như anh Đỗ Thành Công, như Aso Herrera đã từng ủng hộ, đã từng tranh cử với tôi trong một cái cuộc vận động tranh cử rất là khó khăn vừa qua. Thành ra chúng tôi rất là trân trọng, rất là quý và rất là mang ơn những vị này. But just having their support alone doesn't necessarily translate into votes. I agree. We have to earn them. But having the endorsement is the most powerful endorsement because it's someone that was running for the same seat that is saying, if I can't be in this position, I want Osh to be in this position to represent this community. Dĩ nhiên là tôi đồng ý với lại cái câu hỏi của anh Nam vừa hỏi, là dĩ nhiên khi mà có những cái sự ủng hộ, những cái endorsement như thế này, mà không có đủ cái số phiếu thì nó không có ý nghĩa gì hết. Nhưng mà đối với tôi, những cái sự mà ủng hộ, những cái endorsement của các vị ứng cử viên trước kia rất là quan trọng. Nó nói lên cái tầm quan trọng, nói lên sự tín nhiệm của họ đối với tôi. Và tôi cho là đó là một điều quan trọng nhất mà tôi có được. And so, although I have the Democratic Party endorsement, having Van Lee's endorsement, she's the only Republican that ran, is significant. And it's already, as I'm seeing as I talk to voters, having an impact on getting Republican voters to support me, since my opponent's also a Democrat. But I've shown I can work with people like Van Le, who trust that I have the community's interests in mind, and that is the reason why she supports me over my opponent. Ông nói thêm là mặc dù có cái sự ủng hộ của các vị đó, và dĩ nhiên trong các vị này thì có chị Cẩm Vân Lê là thuộc về Đảng Cộng Hòa, và ông hy vọng rằng những người thuộc Đảng Cộng Hòa cũng có thể ủng hộ cho ông Ash, và khi mà ông nói chuyện với các cử tri trong cộng đồng thì ông cũng có thấy có sự ảnh hưởng về những cái sự ủng hộ của các vị cử viên trước kia. And Kong Do, who's a respected community activist, who's fully supporting my campaign, as is Van Le, you know, to have his support, the support of his wife Jane, and the community, I think it gives a clear message to those who voted for him that that he trusts my ability to put forward his voice, put forward his efforts on behalf of the community. Và dĩ nhiên những người như là anh Công Đỗ, là những người tranh đấu cho cộng đồng, những nhà tranh đấu cho cộng đồng từ lâu, và ông bây giờ thì ông ủng hộ cho ông Ash thì có nghĩa rằng ông nói cho mọi người biết một cái message, tức là nói những lời rất là rõ ràng là anh Đỗ Thành Công hoàn toàn tin tưởng vào ông Ash Kaltra có thể đại diện cho ông, cho cộng đồng, để làm những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Ultimately, I have to earn everyone's vote. And just because someone else supports me doesn't mean they should necessarily support me. But it does send a strong message. And the reason why Van Le, Hong Do, Isa Herrera support me, and in particular Van Le and Hong Do, is because they've seen my work in the community. They've seen my work for the Vietnamese community and know that after Election Day,
that I'm not going to disappear. I will still be there with them, fighting with them, doing community service with them. And that's what's so humbling about having their support. Ông nói rằng dĩ nhiên ông hiểu cái điều quan trọng cuối cùng là chính ông phải nhận được sự tín nhiệm của giới cử tri, mặc dù những cái sự ủng hộ của các vị ứng cử viên trước kia rất là quan trọng, đã nói lên cái tầm quan trọng và sự tin tưởng của họ đối với ông Ash. Tuy nhiên ông nghĩ rằng nó đã gửi cho mọi người trong cộng đồng thấy rằng ông Ash là một người có thể tin tưởng được và một người xứng đáng trong cái cuộc tranh cử sắp tới, bởi vì ông nói rằng dù là ông có thắng hay không thắng thì là ông cũng vẫn sinh hoạt trong cộng đồng, vẫn sát cánh với những người trong cộng đồng, vẫn tranh đấu và làm những việc lợi ích cho cộng đồng. Ông không có đi đâu hết. Đắc cử xong vẫn đến với cộng đồng. Dạ, lúc nào cũng có mặt với cộng đồng. Yeah. Ok, thưa quý vị, để thực hiện cuộc phỏng vấn này đó, chúng tôi đi gặp rất là nhiều, nói chuyện điện thoại rất là nhiều nhà hoạt động cộng đồng để coi thử họ muốn chúng tôi đặt cái gì với ông Ash. Và chúng tôi thay mặt quý vị để mang câu hỏi đó đến cho ông Ash. Một câu hỏi mà có thể nói một cái debate trong cộng đồng là như thế này. Trong cộng đồng chúng ta chia làm hai khuynh hướng. Khuynh hướng thứ nhất là người Việt bỏ phiếu cho người Việt. Và khuynh hướng thứ hai là người Việt bầu cho cái người phục vụ cộng đồng Việt, không nhất thiết người đó là người Việt hay là người của các sắc dân khác. Và cái chuyện người Việt bầu cho người Việt là chuyện cần nhưng mà chưa đủ. Cái đủ là cần một người phục vụ cho mình, lo cho mình, gắn bó với mình. Thì cái trường hợp của cô Mai Sinh Quỷ và Ash Dharan nó rơi vào cái cảnh này. Hay là cũng như sắp tới chúng ta thấy những cái cặp cử tri khác, những cái cặp ứng cử viên khác, ví dụ luật sư Simi Nguyễn và cô Sylvia, right? Cũng có một người Việt tranh cử với một người không phải là người Việt. Thì vấn đề được đặt ra như thế này. Tại sao ông nghĩ rằng người Việt nên bầu cho ông và không nên bầu cho đối thủ của ông? The Vietnamese community should support the person who supports the Vietnamese community. I don't think it's much more complicated than that. I think that applies to all communities. You want to elect someone that's actually going to work for your interests. There is no doubt that in this race, with me, my opponent, and this has been seen through my actions, through my words, as well as through her actions or lack of actions and words over many years, that I have continuously stood up with and for the Vietnamese community. And that's the candidate that the Vietnamese community should support. Kính thưa quý vị, ông Ash có nói rằng dĩ nhiên là người Việt Nam nên ủng hộ cho một cái ứng cử viên mà đã làm việc với là cộng đồng người Việt, cũng như đã làm việc đem lại những ích lợi cho cộng đồng người Việt. Dĩ nhiên là trong cái cuộc tranh cử này thì những cái quý vị cũng thấy rõ ràng những cái hành động mà những người ứng cử viên đã làm trước khi ra tranh cử đối với cộng đồng, và ông rất là hãnh diện là bởi vì ông đã sát cánh cùng cộng đồng Việt Nam, đã làm việc rất là nhiều với cộng đồng Việt Nam qua rất là nhiều chương trình, rất là nhiều những cái activity mà đã có, tức là những cái chương trình của cộng đồng Việt trước kia, thì quý vị cũng sẽ thấy rõ cái điều đó. And look, I would be honored to have the support of the Vietnamese community. And as I see it, there are two choices. Someone like me, who has continually been there for the community, that has had an open ear to learn about the issues and then take action to support the Vietnamese community. Or someone who betrays and disappoints the Vietnamese community time and time again, and then every time there's an election, ask for forgiveness, and then goes on again to betray and ignore the needs of the community. Kính thưa quý vị, ông Ash nói rằng dĩ nhiên trong cái cuộc tranh cử này có hai sự chọn lựa rất là dễ thấy, rất là dễ dàng. Thứ nhất là quý vị có thể chọn lựa một người mà lúc nào cũng sát cánh với cộng đồng, lúc nào cũng tích cực hoạt động cùng cộng đồng và đem lại những lợi ích cho cộng đồng, và một người mà đã phản bội cộng đồng và đã làm phiền lòng
đã làm những điều mà cộng đồng đã phải phật lòng, thì chẳng những nó xảy ra một lần mà nó nhiều lần, thì cái sự chọn lựa thấy rất là rõ ràng. Ok, Hy dùng một cái chữ, ông Ash dùng cái chữ mà cô Vân Lan Lan dịch rất là hay, sát cánh, nhưng mà ông dùng cái nguyên chữ là stood up with and for the Vietnamese community. Yeah. Yeah. Đứng cùng, yeah, sát cánh, yeah, và đấu tranh cho cái những quyền lợi của cộng đồng. Yeah. Thì cái đó là cái make a difference mà theo cái chữ mà ông ta có nhắc tới cho tôi, yeah, trong cái câu trả lời này. Yeah. Nhưng mà cái trong cái khu vực mà 27, cái địa hạt 27 cho cái chức mà dân biện tiểu bang California, thì có bao nhiêu cử tri Việt và cái vai trò cử tri Việt trong cuộc chạy đua này có quyết định kết quả của chạy đua không? Well, you know, the Vietnamese vote is critical in every election in San Jose, but particularly in this part of San Jose. And so, you know, those that run for office typically reach out to the Vietnamese vote. If they don't, they probably don't win. And so it's very important to be able to make the case to the Vietnamese voter, not just why they should vote for you, but why you're the more qualified candidate. And that's the case that I've been making to the Vietnamese voter based upon my policy experience, based upon my work ethic, based upon my work with the Vietnamese community, but also having a greater view of the entire city and things that we need to do to move our community forward. And that's why I'm confident that I'll be able to get much of the Vietnamese vote in this election, because I think they're smart voters, and that's been shown that they look beyond the surface. And that's what I'm hoping for, is that most of them will continue to do that. Even though I'm running against a Vietnamese candidate, if they look below the surface, they will certainly see that I'm someone that will work for them every single day that I'm in office. Kính thưa quý vị, ông Ash nói rằng dĩ nhiên số phiếu của người Việt Nam rất là quan trọng, và ông tin rằng tất cả những ứng cử viên ra tranh cử đều phải liên lạc, đều phải có sự ủng hộ của những người cử tri Việt Nam thì mới có thì mới hy vọng thành công. Và ông nghĩ rằng tại sao mà quý vị bầu cho một cái ứng cử viên này mà không bầu cho ứng cử viên khác, là dĩ nhiên là quý vị sẽ chọn lựa một ứng cử viên có khả năng, có kinh nghiệm, biết về chính sách, biết về cách làm việc và đem lại những cái lợi ích cho cộng đồng, và luôn luôn sát cánh với cộng đồng như ông đã từng nói, bởi vì ông đã từng làm việc với cộng đồng nhiều năm. Trong công việc của ông cũng đã làm rất trong công việc và trong cái chức vụ nghị viên của thành phố San Jose là ông đã làm việc rất là nhiều. Ok, thank you. Thank you, chị Vân Lan. Thưa quý vị, là cái điều đặc biệt trong cuộc chạy đua này đó, là hai cô Madison và ông Ash đều là đồng việc, đồng nghiệp, yeah, tại cái hội đồng thành phố San Jose. Yeah, yeah, yeah. Hai người đều làm hai nhiệm kỳ. Ít nhất như cô Mai Sinh Nguyễn còn trên hai nhiệm kỳ, yeah, hơn hai nhiệm kỳ một chút xíu. Nhưng mà hai người đã cùng một hội đồng thành phố, yeah, cùng làm việc với Cộng đồng Việt Nam. Trong 8 năm như vậy, thì căn cứ vào cái thành tích của 8 năm đó, ông có thể đưa ra một số thành tích của ông đã làm việc cho Cộng đồng Việt Nam. Cụ thể, yeah, mình không có nói bằng miệng được. Yeah, yeah. Ông đã làm gì cho Cộng đồng Việt Nam trong 8 năm vừa qua? Và so với cô Mai Sinh Nguyễn, thì ông nghĩ ông hơn hay là kém hơn Mai Sinh Nguyễn? Yeah. This is actually an easy question. I thought it was tough, but it's easy. It's not, because in the 9 years that she was on the council, she did very little. There's very little that I can see right now. A couple years later, you could look back and there's nothing that she really did on policy. I can't think of anything she did to lift up her people. I can't think of anything that she did in doing the real hard work of being a council member. I not only have I been on the council for 8 years, I served on our VTA Transit Authority Board for 7 years, helping to bring BART here, but more transit to the entire community, including the Vietnamese community. I served on the Caltrain Board of Directors. I was the chair of the Bay Area Air Quality Management District, only the second person of color in half a century to serve as chair of that board. And I was on the I am on the Housing Trust Silicon Valley Board.
I mention all that because when I do a job, I do it fully, recognizing that I'm here to serve the people with every ounce of energy I have. She's the opposite. You know, I don't really know what she did with all that time. But clearly, if you want to see the results, you know, where are they? And so let me, after you translate that, I want to go into some very specific policy matters that I've gotten passed and, you know, to make it very clear. Kính thưa quý vị, ông Ash nghĩ rằng cái câu hỏi vừa rồi rất là dễ đối với ông, bởi vì trong 8 năm phục vụ ở thành phố San Jose, trong hội đồng thành phố San Jose, thì cô Madison đã làm rất là ít, công việc về vấn đề chính sách, thì không thấy một cái điều gì rõ ràng để giúp cho cộng đồng tiến lên. Và về một cách thức để làm việc thì cũng không thấy cô làm việc gì cho cộng đồng và có những cái kết quả cụ thể cho cộng đồng. Ông kể ra một số những cái committee, tức là những cái tiểu bang quan trọng mà ông làm, chẳng hạn là như ông làm về vấn đề transportation đối với BART, tức là giao thông đó thưa quý vị, tức là BART, B-A-R-T, trong vòng 7 năm. Và kính thưa quý vị, và ông cũng làm cho một cái quỹ ban về nhà cửa. Thành thử ra, ông đã làm việc rất là nhiều. Và ông nói rằng khi mà ông làm công việc thì ông làm hết sức lực và làm hết mình với tất cả những cái sức lực mà ông có. Và ông nghĩ rằng cô Madison là ngược lại, có nghĩa rằng cô không có làm việc cực nhọc và cũng không có đạt được những kết quả cụ thể. Và ông sẽ xin dẫn chứng một số thí dụ cụ thể cho quý vị sau đây. So, many of the things I worked on specifically helped the Vietnamese American community. Mm-hmm. Keeping in mind that a lot of it, you know, it helps the whole community, but certainly the Disadvantaged Business Enterprise Program. Okay. I started that at VTA and I pushed the city of San Jose to start it here. And what that does, it opens up opportunities for city and VTA contracts, very lucrative opportunities to businesses that are owned by women and minorities. Mm-hmm. And as part of that, you know, we've done tremendous amount of outreach mm-hmm. to Vietnamese American owned businesses. Mm-hmm. Also, last year, I'm the one that pushed us to start the Office of Immigrant Affairs. Mm-hmm. I recognize that we're a community of immigrants, and yet the city does not serve the immigrant community with the same amount of energy. Mm-hmm. And so we started the Office of Immigrant Affairs. The month after Madison left City Hall, we started it. And because a lot of these things we couldn't get done with her and the former mayor there. One of the budget proposals of the Office of Immigrant Affairs was to get a small business ambassador that was Vietnamese in the planning department. And this past year, I'm grateful to say we hired a Vietnamese small business ambassador because it's so hard for our Vietnamese mom and pop shops, restaurants, trying to get things done. They may be violating rules they're not aware of, or they may need help with their permitting. Now we have someone that's specifically assigned to assist them through that difficult government process. Great. So let me translate some of that. Okay. So specifically, kính thưa quý vị, ông kể ra một số những cái chương trình mà ông đã thực hiện. Cái chương trình đầu tiên mà ông thực hiện là chương trình giúp cho những người tiểu thương mà ông dùng chữ là disadvantaged business có biết nhiều cơ hội để làm business, ký những cái hợp đồng với lại VTA về giao thông vận tải, thưa quý vị. Và sau đó ông nói là ông đã là làm outreach, tức là liên lạc với lại cộng đồng rất là nhiều. Bằng chứng là trong năm vừa rồi, ông đã mở cái văn phòng mới, nó nguyên cái tên là Office for Immigrant Affairs, tức là một cái văn phòng này chuyên môn cung cấp những dịch vụ cho người di dân và tị nạn. Và sau đó là tức là cái văn phòng này mở cửa sau khi cô Madison đã rời chức vụ nghị viên, bởi vì có rất là nhiều cái chương trình và nó không thành công được bởi vì cô là cái người cản trở. Và nhiều cái chương trình nó được thực hiện sau khi cô đã rời cái chức vụ của cô.
Và cái điều sau cùng ông nói là về cái Small Business Administration, về những cái dịch vụ để giúp cho giới tiểu thương Việt Nam, thì lần đầu tiên trong lịch sử của thành phố San Jose là ông đã tranh đấu để mướn được một người Việt Nam làm cái mốc nối giữa giới tiểu thương và City Hall, để mà tức là trong cái thành phố, trong hệ thống thành phố ở San Jose, để giúp cho giới tiểu thương Việt Nam. Thì nó gọi là Vietnamese Ambassador for a Small Business Administration. Tôi biết chức vụ này là bởi vì trước đó khi mà tôi đi họp với lại Small Business Administration đó, là luôn luôn đòi hỏi là phải có người Việt Nam, và họ nói là họ luôn luôn nói là họ không có ngân sách. Và hôm tới năm nay thì chúng tôi rất là mừng là có người Việt Nam để phục vụ các hoạt động Việt Nam. And my office hosted the 40th Black April Memorial Ceremony at City Hall. Mm-hmm. I've routinely supported resolutions condemning the communist regime and any business that they do here. Mm-hmm. Of course, I fought against Madison when it came to Little Saigon freeway signs, when she was resisting that, to make sure. So, you know, I can really honestly go on and on. I mean, I've been every Saturday there's protests at City Hall against Formosa. Mm-hmm. I've been there 4 or 5 times already. It's on the 23rd week. Mm-hmm. I fully support it. Never see my opponent there. Mm-hmm. Because those things don't matter to her. Mm-hmm. What matters to me is not just doing policy work, but mm-hmm. also showing by my presence that mm-hmm. I support the efforts of the Vietnamese community, both in their struggles mm-hmm. and their triumphs, like we're going to be seeing very soon with the Vietnamese Community Center opening. Kính thưa quý vị, ông Ash có nói rằng ông là một trong những người bảo trợ cho chương trình Tháng Tư Đen, Quốc hận 30 tháng 4, và ông cũng là người giúp để đưa ra những cái resolution, những cái nghị quyết mà cấm những phái đoàn cộng sản vi phạm nhân quyền mà tới thành phố San Jose. Và ông cũng nói rằng trong cái chương trình mà vi phạm môi trường rất là trầm trọng của công ty Formosa và cộng đồng của chúng ta biểu tình trước City Hall bao nhiêu tuần lễ qua, tức là 20 mấy lần rồi, thì ông cũng có mặt ít nhất là 4-5 lần, và ông không thấy sự hiện diện của cô Madison. Đối với ông là khi ông làm bất cứ một chính sách gì và khi làm bất cứ một cái chương trình gì thì ông vừa có mặt, ông vừa tiếp tay, ông vừa sát cánh, là để cho mọi người thấy rõ ràng là công việc và sự tận tình làm việc của ông. What else? Well, I honestly could go on and on about how much I support the Vietnamese community. I will mention just yesterday I was on a radio show along with Congresswoman Zoe Lofgren condemning the Vietnamese government for imprisoning Mae Nhâm, mm-hmm. the blogger. Mm-hmm. And this is not the first they've done this routinely, mm-hmm. using Article 8 of their penal code, mm-hmm. a very vague article, to imprison people that speak up against the government. And we must speak up against that kind of abuse of the people of Vietnam. Mm-hmm. Ông nói rằng ông có thể tiếp tục kể ra rất là nhiều những công việc mà ông làm đối với cộng đồng Việt Nam, nhưng mà ông muốn đưa ra một cái thí dụ cụ thể là hôm qua ông đã sát cánh làm việc với lại bà dân biểu liên bang Joe Lofgren về cái vấn đề mà blogger Mẹ Nấm bị Cộng sản Việt Nam giam cầm, và ông nói về cái Article A là về cái number eight. Okay. Tức là so now you advocate for her release. Of course. Yeah. We must stand up. You know, we mm-hmm. have the freedom to speak up. Mm-hmm. And so I can't understand how someone could claim to be a leader in the Vietnamese American community and yet is never there to speak up on behalf of community. We have that freedom. Mm-hmm. That's not just that is not just something that we should take lightly. Mm-hmm. We have that freedom. We must speak up at every opportunity, mm-hmm. whether civil rights are being violated here in our country, mm-hmm. in Vietnam, in China, or anywhere else in the world. Mm-hmm. We can't remain silent. Right. Kính thưa quý vị, ông nói rằng dĩ nhiên chúng ta là những người sống với chính thể tự do, những người tự do là chúng ta luôn luôn phải nói lên những cái sự bất công, những sự mà chà đạp nhân quyền, không những chỉ tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới, bởi vì chúng ta là phải là những người nói lên cái tiếng nói đó, tranh đấu cho nhân quyền. Thank you. Nhưng mà qua cái cách trình bày của ông ấy, thì đối thủ của ông ấy là không phục vụ cộng đồng, hay là rất ít, hay là không phục vụ được cộng đồng
nói chung tại San Jose nhiều như ông nghĩ. Ông làm việc được nhiều hơn cô ta. Vậy tại sao cô ta được sự chọn lựa của cử tri nhiều hơn ông và được sự tài trợ của các cái thế lực nhiều hơn ông? Okay. Well, part of the reason that she received a vote, as I mentioned earlier, is that the electorate is a more smaller and more conservative electorate, and she had over $2 million come in. So that explains how she had more exposure in order to come in first. So then I'll speak to the second part. Okay, so you think one of the reasons because there are smaller, elect people that given her money? Well, no, the number of voter turnout is smaller, and when you have including her money, you're talking about $2.5 million coming in to influence their vote. Well, you have a smaller base that tends to be more conservative, and all that influx of money. Well, clearly, she's going to come in first under that environment. Okay. Kính thưa quý vị, tức là ông cắt nghĩa rằng trong cái số nhỏ của những người cử tri đó là ủng hộ mà thành ra họ đem ra họ ủng hộ cổ rất là nhiều tiền. Trong cái cuộc bầu cử vừa qua theo ông ấy, là cái số nhỏ đi bầu cử mà nó conservative, mà influx of money vào á, thì số tiền bỏ vào có 2.5 triệu, cho nên nó ảnh hưởng tới cái bầu cử. Okay, so now the second part, why the money for her? This is it's quite simple. Those interests that are putting money in to this race, they know they cannot buy my vote. So they don't see her as some savior. They see her as someone that could be easily influenced by the amount of money they're putting behind her. It's quite simple. And so when I fought against the oil industry to make sure we didn't have trains full of oil coming through San Jose, well, guess what? They're not going to get behind me. The oil industry is going to get behind her. When I fought against the bank industry on the predatory payday lenders in our poor communities where many Vietnamese families live, well, the banking industry is not going to come after to support me. They're going to support her. And so time and again, you see the billionaires and these very wealthy interests trying to influence our elections. And they do it by getting behind those candidates that they believe will vote in their interest. Well, as I've shown many times before, I will vote in the interest of the people, not the big corporations like Formosa, not the big banking industry that takes advantage of our working families. I will always vote in the interest of the people and the families. And so that is why these big moneyed interests are getting behind her and don't want to see me up there. That's clear. They don't want me up there. And that's okay. I don't need them as my friends. I want the community to know that I'm their friend. Kính thưa quý vị, ông Ash nói rằng cái điều đó thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vì những cái corporation, những cái công ty lớn và có họ muốn ảnh hưởng lớn tới quyền lợi của họ thì họ support cho cô Madison với là nhiều tiền, bởi vì cô Madison sẽ vote theo những cái ước muốn của họ, theo những cái quyền lợi của những cái big corporation. Thay vì ông Ash, họ không có ủng hộ ông Ash bởi vì họ biết rằng ông sẽ không có vote cho những cái hãng dầu, cho những cái nhà băng mà có cái nghĩa là cái những cái chính sách mà cho người minority mướn mượn tiền bất công, tức là predatory lending trong những vùng nhà nghèo này nọ đó, anh đại khái là như vậy. Thì ông là cái người luôn luôn vote theo cái interest của cộng đồng, cho những cái quyền lợi của cộng đồng thay vì những cái quyền lợi của big corporation, cho những cái người mà họ gọi là interest party. Họ dùng cái chữ là interest party là những cái big corporation, những người business, những người thương gia, những người mà đại gia, thí dụ như vậy, mình dùng chữ là đại gia. Bởi vì khi mà một cái người ứng cử viên nhận tiền của ai và đặc biệt là nhận tiền nhiều của người nào thì họ sẽ có khuynh hướng là ủng hộ lại, trả ơn lại cho những người đó. Như vậy tôi muốn make sure cái hiểu có đúng không nha. Là theo cách nói của ông là ông đứng về phía người dân, người dân đứng về phía gia đình, ông đứng về phía cộng đồng. Trong khi đó đối thủ ông đứng về phía các thế lực tài phiệt, quyền lợi của tài phiệt. Is it right? That is correct. And if you think about this, those that have that kind of wealth, that don't, that kind of wealth and that want to keep things the way they are because they're benefiting from that,
they don't want someone like me that's going to be a hard worker, that's actually going to look for policies that help the people. Mm-hmm. They'd rather have someone that's not going to do much and that they can influence by getting them elected. Mm-hmm. And then she'll do, you know, she won't do anything to damage their interests because they're the ones that got her elected. Mm-hmm. And so when she says, oh, well, I don't know, they're giving me this money, and she pretends like she's a victim, mm-hmm. she knows better than that. Mm-hmm. And we all know better than that. We're not dumb. Mm-hmm. The voters aren't dumb. Mm-hmm. The voters know that when that kind of money comes in behind someone, there's an expectation. Mm-hmm. And she'll be the one to meet their expectations, not the expectations of the community. Right, right. Kính thưa quý vị, thì ông Ash xác nhận lại, dĩ nhiên là cử tri nào cũng biết điều đó, tức là những cái người ứng cử viên mà nhận tiền, nhận sự ủng hộ của những cái company, những cái cơ quan lớn, những cái giới thương mại lớn mà mình hay dùng cái chữ là đại gia, những cái giới mà về thương mại, thì dĩ nhiên là họ muốn gây ảnh hưởng, có sự ảnh hưởng đối với ứng cử viên đó. Khi mà họ được đắc cử thì họ sẽ làm những điều mà có lợi cho những cái nhóm interest đó thay vì những cái quyền lợi của người dân. Bởi vì những cái chính sách mà đưa ra đó, họ sẽ không thích, họ không thích những người như ông Ash, và chỉ thích những người mà họ có thể mua được, có thể ảnh hưởng được, mua chuộc được và ảnh hưởng được qua cái tiền bạc của họ. Yeah. Cảm ơn ông và cảm ơn cô Vân Lan. Qua cách nói của ông Ashkara thì ông đứng về phía cộng đồng, đứng phía gia đình, đứng phía người dân, nó khác với đối thủ của ông ta. Như vậy, trở lại cộng đồng Việt Nam chút xíu, thì hiện nay sau khi ông nói hồi nãy giờ đó, ông hiểu gì về những quan tâm cộng đồng Việt bây giờ? Nếu cho ông những cái quan tâm cộng đồng người Việt tại San Jose bây giờ, thì nếu có ba quan tâm lớn nhất, thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thì ông cho là ba quan tâm đó là điều gì? Okay. I would say that there are many priorities, but if I have to say the top ones that I hear when I talk to the voters, education, clearly. I think, you know, I'm Asian American myself, and so I was raised with the same influence that education is always the most important thing for a family, for their children. The second one is housing and housing affordability. It's really hard out there, and a lot of residents in the Vietnamese community are very worried about their ability to stay here. They're very worried about for senior housing, for their grandparents and parents, so that they can have a place to stay as well, where they can be cared for if the family doesn't have the ability to do that. But housing affordability, I think, is critical in addition to education. And the other one is really good quality jobs. I think that access to jobs, I see so many Vietnamese community members working so hard and working so hard to put their children through schools, whether it's UC or San Jose State. And they're very worried that when they get done with all those years of school, that there won't be good jobs for them. And so we have to make sure that here in Silicon Valley, those children that are growing up here have access to the high quality jobs that are being created in Silicon Valley. Whether they go to Eastside Union High School or not, we have to make sure our schools are preparing them well enough to take those high tech jobs, those good quality jobs. Because just like my family, That's why parents make that sacrifice. They don't make it for themselves. Parents, grandparents make the sacrifice for their children, for their grandchildren. And so making sure that once they get that education, that there's a good opportunity for them to get good quality jobs and lift up their family. Mm-hmm. Kính thưa quý vị, ông nói rằng dĩ nhiên là ông hiểu rằng cộng đồng Việt Nam có rất là nhiều vấn đề mà họ quan tâm. Vấn đề mà chúng ta quan tâm, nhưng mà để mà nói ra đó theo cái thứ tự quan trọng đó, và thực tế thì ông nghĩ rằng cái điều quan trọng nhất là vấn đề education, tức là vấn đề giáo dục. Bởi vì người Á Châu thì ông hiểu rằng tất cả người Á Châu đều quan tâm với vấn đề giáo dục cho con em của mình, và nó là cái điều rất là quan trọng cho tất cả những gia đình của người Á Châu và dĩ nhiên là cho gia đình người Việt Nam. Và thứ đến là vấn đề gia cư, tức là vấn đề housing. Lúc nào chúng ta cũng quan tâm tới vấn đề gia cư, nhà cửa cho những người cao niên, và cũng như affordable housing, tức là những người có lợi tức thấp
có được một nơi ăn ở, có một nơi chốn để ở, có một căn nhà để ở. Và thứ đến tức là theo cái hạng thứ ba, tức là những cái công việc ông gọi là chữ quality job, tức là những cái công việc tốt, và chúng ta là những người trong cộng đồng có được những cái công việc tốt này để giúp cho gia đình, để nuôi sống cho gia đình. Và ông nghĩ rằng tại cái thành phố tại thung lũng Silicon Valley mà chúng ta sinh sống là cái nơi mà ai cũng cần những cái công việc thật là quality, những công việc thật là tốt. Bởi vì cái vấn đề trường học rất là quan trọng, bởi vì nếu mà chúng ta có những cái training, có những cái nền giáo dục tốt đẹp thì mới có thể có những công ăn việc làm tốt, và có như vậy thì chúng ta mới có thể giúp đỡ được gia đình và có thể nâng cao được đời sống cho gia đình và giúp cho xã hội. I was going to say one thing I do hear a lot though. I really do hear a grave concern that the Vietnamese community has, whether they've been here for 40 years or 4 years, for what's happening in Vietnam. I mean, right. That comes up. The human rights. Yeah, the human rights issues are really important. Mm-hmm. And so the issues I just mentioned are quality of life issues here. Mm-hmm. But not, no one that's Vietnamese here, whether they grew up here or they came here in 1975, none of them are ignoring what's happening there. Yeah. They all care about it. And mm-hmm. especially with the environmental catastrophe, they see the Formosa and these the corporate interests mm-hmm. And the hundreds of millions of fish and the thousands of people that are dying mm-hmm. and people being imprisoned. So mm-hmm. that comes up all the time mm-hmm. because I think everyone still has their heart with the people of Vietnam. Kính thưa quý vị, ông nói rằng dù là người Việt Nam, dù là chúng ta sống ở đây 40 năm hay là sống chỉ mới 4 năm, tất cả chúng ta đều quan tâm về đất nước Việt Nam, về những cái vấn đề đang xảy ra tại Việt Nam. Và dĩ nhiên vấn đề tranh đấu cho nhân quyền là vấn đề rất là quan trọng đối với người Việt. Ông nói rằng thí dụ như là vấn đề mà vi phạm môi trường mà chúng ta hiện nghe rất là nhiều, thấy rất là nhiều và cảm thấy được sự thống khổ, sự đau khổ của người Việt Nam vì những cái chất độc do cái công ty Formosa đẩy ra cho những cái làng mạc ở miền Trung của Việt Nam. Thành ra vấn đề human rights và những cái vấn đề mà đối với Việt Nam là lúc nào người Việt cũng ấp ủ, cũng quan tâm, cũng chú ý đến. Thank you cho cái câu trả lời cuối cùng. Chúng tôi rất appreciate một người Ấn Độ, gốc Ấn Độ, và ông chia sẻ với cái quan tâm của người Việt chúng tôi. He's really appreciate your last question. Your last answer. Your last answer. Because obviously, you know, you're not a Vietnamese. You're not a Vietnamese. Yeah. But you care for the Vietnamese people. But you care for Vietnamese people. Of course. Okay. Yeah. Có cái điều, ba cái ưu tiên đầu ông nói đó liên quan đến giáo dục. Yeah. Liên quan đến việc làm, liên quan nhà cửa, nhưng ba cái đó tự chung là một. Bởi vì nó liên quan có học giỏi, bằng cấp cao, tay nghề cao, ra trường, có công ăn việc làm ngon lành, thì đương nhiên cái nhà cửa là anh ok. Thế ba cái đó tôi coi là một. Nhưng mà trong cái này đó, trong cái này thì Madison đó, có một cái chương trình là tạo cái UC San Jose. Thì trong cái chương trình UC San Jose nó bao gồm ba cái điều này rồi. Thì ông cảm thấy rằng giữa ông và Madison cái gì khác biệt trong vấn đề này? Okay. Building at UC San Jose in this valley will take billions of dollars and at least 10 years. So I would argue that it actually doesn't do anything on those issues. It doesn't create any more access to San Jose residents to the UC system. Right now, we are limiting the number of spaces for our residents to the UC system. That's the first priority, is go to the UC system and say, hey, stop allowing all these out-of-state students, open up more slots for our students. That should be the number one priority, is our students that are in high school and elementary school now, not students that will be here in 15 years. And so, one more point on that. Okay, so let me try to translate what you were saying. So, on the UC San Jose, you were saying that it will take billions of dollars. Build a brand new campus. Right. In Coyote Valley, which is the most environmentally sensitive place in our city, she just wants to build a monument rather than figuring out how we get people educated today. Right. And so I say we do UC San Jose, make a small campus, make it a virtual campus.
And what that'll do is take advantage, it'll make it a truly Silicon Valley campus, connect with all the other UCs. That's 21st century forward thinking. Okay. She's thinking like the past. Right, right. Kính thưa quý vị, khi mà nói đến hệ thống trường College UC San Jose, thì ông có trình bày là như thế này. Tức là khi mà muốn cất một cái trường hệ thống đại học như vậy, thì nó tốn phí bạc tỷ chứ không phải là bạc triệu nữa. Tức là ông dùng chữ là billion of dollars, và nó có thể kéo dài trong khoảng thời gian ít nhất là 10 năm. Cái điều này nó thật sự là nó không có cho ai bất cứ một cái điều gì mới thêm cho người dân ở San Jose cả, bởi vì tốn phí rất là nhiều, chưa chắc thực hiện được, và nó take rất là nhiều năm, rất là nhiều năm dài. Ông nghĩ rằng vấn đề thực tế nhất, hiện tại nhất mà chúng ta có thể làm, chúng ta có thể tranh đấu, tức là làm sao cho tất cả hệ thống trường học, đại học ở tại vùng San Jose là có nhiều cái chỗ cho con em của chúng ta học, tức là he talking about the spaces, yeah, cho con em của chúng ta, thay vì những cái chỗ đó để dành cho những cái học sinh đến từ những cái tiểu bang khác, đến từ những cái nước khác. Và tức là cái ưu tiên phải là cho những người dân, những người local. Dạ, cho những resident ở đây. Và ông nói rằng một cái thí dụ cụ thể là giống như là ở cái vùng Coyote là cái vùng Coyote là cái vùng, yeah, núi ở gần mình, và cái thung lũng Coyote. Dạ. You talking about monument? What kind of monument? I mean, it's a big, she wants these big buildings and big ideas don't actually help the residents. Yeah, don't have the resident, yeah, eternal home here. So yeah. So the three things. What we need to do is increase the access to the UCs for our students. So okay. I mentioned that. Yeah, yeah. Two, tuition. Stop raising tuition. And in fact, I agree with our Attorney General Kamala Harris, and even Hillary Clinton has mentioned this. Tuition should be free for any family making $140,000 a year. It used to be like that in California. That's when we became Silicon Valley, providing the best education. So tuition free for any family with under $140,000 household income. Yep. And the third thing is improve the education in K-12 now. We have our Eastside Union School. Let's improve those schools to give our students a better quality education while they're still in high school, in elementary school. Let's improve the quality of education. That should be our focus. Yeah. That should be our focus. Yeah. Kính thưa quý vị, ông nghĩ rằng những cái điều thực tế nhất mà chúng ta nên chú ý, nên quan tâm, thứ nhất là có access, tức là làm sao cho con em của chúng ta có thể dạ, học được trong cái trường một cách dễ dàng. Và thứ hai á, là stop, ngừng lại những cái vấn đề mà gia tăng học phí. Và ông bằng lòng, ông ủng hộ bà Clinton cũng như bà Kamala Harris á, là nên hoàn toàn miễn phí cho những gia đình có lợi tức thấp hơn 140,000 một năm. Là có con em đi học được free hết. Nếu mà vậy thì mình có em Việt Nam đại khái là được free hết. Đại khái được free hết. Và cái thứ ba nữa đó là ông nghĩ là thật sự ra đó, cái vấn đề quan trọng nhất bây giờ đó là cho những cái lớp học từ tiểu học cho tới trung học, tức là từ K cho tới 12. Và bằng chứng là tại Eastside Union High họ có thể improve tất cả vấn đề học vấn từ nhỏ cho tới lớn cho người Việt. Đó là những điều mà chúng ta cần hơn là nói về vấn đề UC. I say one more thing about this. Look, Madison's good at making big promises that look like these big grand ideas, but then doesn't follow through once she's elected. So, you know, she was there for 9 years, and yet we had to wait till she was gone to actually have a Vietnamese community center. You know, she for her election for mayor, she had some ribbon cutting for a Vietnamese heritage garden. I don't see a garden there. I mention that because the position we're running for is a serious position. We need someone that's going to tackle these issues very seriously. And I think the Vietnamese community would have been better served having no Vietnamese American on the city council than her, because she proved to be an obstacle for the Vietnamese community getting things done, not progress. Yeah. Kính thưa quý vị, ông nói rằng cô Madison Nguyễn là người
tốt khi mà nghĩ tới những cái tư tưởng thì là lớn không có thực hiện được, bởi vì cổ cũng không có follow through, tức là dĩ nhiên là nghĩ lớn nói lớn nhưng mà không làm được. Ông nghĩ rằng cái vấn đề quan trọng nhất mà cộng đồng Việt Nam cần á, là cần một người làm việc thật là hữu hiệu, là thật là tốt, bởi vì đây là một cái chức vụ rất rất là quan trọng, chứ không có thể nào mà mình xem nhẹ về cái chức vụ dân biểu này. Nhiều khi ông nghĩ rằng á, trong cái thời gian 8-9 năm mà cô Madison làm việc ở tại hội đồng thành phố ở San Jose đó, là đã không đem lại ích lợi gì nhiều cho cộng đồng Việt Nam, ngay cả cái vườn văn hóa Việt Nam các băng khánh thành như vậy, nhưng mà thật ra không có thấy điều gì ngoài cái cổng hết. Nhiều khi ông nghĩ rằng nếu mà không có một cái người Việt Nam làm việc như cô Madison thì nó là còn tốt đẹp hơn là có một người Việt Nam làm việc mà cản trở cho những cái công việc cũng như những quyền lợi của người Việt Nam. Mà trước đó thì ông có nói về vấn đề Little Sài Gòn, thì quý vị biết rồi, cái đó là vấn đề rất là lớn mà cộng đồng chúng ta đã trải qua. Thưa quý vị, tới đây thì có lẽ dài dòng, quá dài so với chúng tôi dự trù. Nhưng mà nó rất là ít, bởi vì thưa quý vị, chúng ta thấy cái difference, cái sự khác biệt tương phản giữa hai ứng cử viên. Và chúng ta cũng rất chờ đợi cái cuộc nói chuyện nếu có giữa chúng tôi và Madison, để chúng ta có thể thấy một cách clear cut hai bên như thế nào, để chúng ta có thể chọn một người đại diện thực sự cho cộng đồng người Việt tại San Jose trong cái chức vụ dân biệt tiểu bang California khu vực 27. Bây giờ chúng tôi phải cắt những câu hỏi còn lại, chỉ còn câu hỏi cuối cùng. Ok, Mr. Ash, nếu look at here, nếu ông đang nhìn thấy và bắt tay với từng người Việt Nam trước cuộc bầu cử này, thì ông có 2 phút tối đa, ông muốn nói gì với họ trước khi họ bỏ lá phiếu? This is my closing statement for them. Okay. Well, I've done a few closing arguments as a trial attorney. having been a public defender for 11 years, I should be able to do this. And this is what I would say. It has been a great honor to serve this community for the last 20 years as a public defender, as a teacher, as a council member. I decided a long time ago to devote my life to service. And it's been a joy, it's been challenging at times, but I can guarantee you that come November 9th, I will continue to dedicate my life to service, and with all my heart. And whether I win this position or not, my life is continuing to be dedicated to service. But if I win this position, I will continue to be the same person I've been for you for the last decade, dedicated to serving everyone in our community, dedicated to uplifting families, dedicated to standing with the Vietnamese American community at every opportunity, whether it's issues in their neighborhood or issues happening on the other side of the world. I've always been there. And that's one of the great compliments I get from Congresswoman Zoe Lofgren, who supports me, who says time and again, every time she's been there to stand up with the Vietnamese community, I've been there. And I have. Because service to me and serving this community is something that's part of not just my mind, it's not part of my resume, it's my heart. And with all my heart and dedication, I promise my continued service to the Vietnamese community, my continued service to San Jose. And I would be so honored to have your trust, to have your vote, and you will have my continued commitment to serve you. All right, so kính thưa quý vị, ông nói rằng ông đã từng làm những cái closing statement, tức là nói những cái lời chót trong vai trò làm luật sư nhiều năm qua, thành ra điều này rất là dễ dàng cho ông. Ông nói rằng dĩ nhiên ông đã từng phục vụ cho cộng đồng Việt Nam trên 20 năm qua trong cái vai trò là luật sư biện hộ cho cộng đồng, tức là public defender, và trong cái vai trò là nghị viên của thành phố ở tại San Jose. Ông cam kết rằng tức là trong cái ngày 9 tháng 11, tức là sau ngày bầu cử ngày 8 tháng 11, ông cũng vẫn là cái con người tiếp tục đóng góp phục vụ cho cộng đồng, và ông tiếp tục làm những cái công việc mà
ông nghĩ rằng ông đã từng thực hiện, đã đem hết con tim sức lực ra, đã thực hiện trong vòng 20 năm qua. Và ông sẽ luôn luôn đóng góp để làm việc cho cộng đồng Việt Nam và đặc biệt cho những cái vấn đề liên quan tới đời sống của chúng ta tại đây, nhưng mà còn những cái vấn đề ở ngoài nước Mỹ, tức là ông muốn nói về cái quê hương đất nước Việt Nam. Ông cũng có nói tới việc mà bà dân biểu liên bang Joe Lofgren đã từng nói rằng trong những công việc mà tranh đấu cho dân chủ nhân quyền cho Việt Nam thì có ông Ash là sát cánh cùng bà. Bà thấy sự xuất hiện của ông Ash rất là thường xuyên. Và ông cũng nói rằng ông lấy hết tâm lòng và sức lực của ông ra để phục vụ cho cộng đồng, và ông sẽ làm những điều tốt đẹp như ông đã từng làm trong vòng 20 năm qua, thưa quý vị. Thank you so much for your time, and thank you so much for your hard work for my community. You always stand up with the Vietnamese community, and you always stand for the Vietnamese community. I hope that you continue, whether the outcome is, whatever outcome is, continue to be a good friend of Vietnamese community. Yeah. Thank you so much for your time. Cảm ơn anh Nam. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị Bình Lan. Thank you so much for translating.